Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một nhân vật lịch sử thú vị, một người mà tên tuổi có lẽ không còn được nhiều người biết đến, quan hoàng giáp Hồ Sĩ Đống. Tôi thực sự tò mò về cuộc đời của ông, một người tài giỏi nhưng lại ít được nhắc đến trong sử sách. Thật may mắn khi hôm nay chúng ta có sự hiện diện của chuyên gia lịch sử Tiến sĩ Nguyễn Quang Minh để giúp chúng ta hiểu rõ hơn về nhân vật đặc biệt này. Thưa tiến sĩ Minh, tôi nghe nói Hồ Sĩ Đống là anh họ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, điều này có đúng không ạ? Chào Ngọc Mai và quý vị thính giả. Đúng vậy, Hồ Sĩ Đống là anh họ của Hồ Xuân Hương. Nhưng thú vị ở chỗ, nếu bây giờ chúng ta biết đến Hồ Xuân Hương nhiều hơn Hồ Sĩ Đống, thì ngày xưa lại ngược lại. Các danh sĩ thời đó biết đến Hồ Xuân Hương là nhờ ông anh họ nổi tiếng của bà. Thậm chí, Hồ Sĩ Đống còn giữ chức hành tham tụng, tương đương với quyền thủ tướng ngày nay. Ngọc Mai có biết chức vụ này ngang hàng với ai thời bấy giờ không? Thôi đoán là ngang hàng với vua chúa thời đó. Không hẳn. Đó là ngang hàng với tiến sĩ Nguyễn Khản, anh cùng cha khác mẹ của đại thi hào Nguyễn Du. Hai người này còn có mối liên hệ khá đặc biệt trong những ngày cuối cùng của triều trịnh. Họ đã thay nhau đối đầu với kiều binh, một lực lượng quân sự rất mạnh thời bấy giờ. Kết quả thì hồ sĩ đống thành công, còn Nguyễn Khản lại thất bại. Thật thú vị. Vậy hồ sĩ đống xuất thân từ gia đình như thế nào mà lại có thể đạt được vị trí cao như vậy? Ông xuất thân từ dòng dõi họ Hồ Quỳnh Lưu, một dòng họ nổi tiếng với nhiều nhân tài không kém gì họ Nguyễn Tiên Điển của Nguyễn Du. Quỳnh Lưu là vùng đất địa linh nhân kiệt ở Nghệ An, sản sinh ra rất nhiều danh nhân. Tổ tiên của Hồ Sĩ Đống là trạng nguyên Hồ Hưng Giật, thời thế kỷ thứ 10, một nhân vật rất lừng lẫy. Gia đình ông có nhiều người đỗ đạt cao và làm quan lớn. Ngọc Mai có biết Hồ Sĩ Đống còn có quan hệ họ hàng với ai nữa không? Tôi thật sự sao? chắc là một nhân vật nào đó cũng rất nổi tiếng. Chính là vua Quang Trung Nguyễn Huệ. Họ là bà con bốn đời. Ngày nay chúng ta thấy bốn đời là xa, nhưng ngày xưa bốn đời vẫn được coi là bà con gần, xưng hô anh em thân thiết. Cả Hồ Xuân Hương và Nguyễn Du đều có điểm chung là mồ côi cha và có anh trai làm quan lớn trong triều. Điều này thật bất ngờ. Vậy còn sự nghiệp của Hồ Sĩ Đống thì sao? Ông đã làm những gì để được người đời kính trọng? Ông đỗ hội nguyên, đình nguyên, rồi tiến sĩ đệ nhị giáp. Năm 1777, ông được cử làm phó sứ sang nhà Thanh. Trong chuyến đi sứ này, có một câu chuyện khá ly kỳ về vị tránh sứ võ khâm tử. Chúa Trịnh Sâm muốn nhờ nhà Thanh phong vương cho mình, nhưng võ khâm tự không đồng ý và đã tự tử. Hồ Sĩ Đống chứng kiến tất cả, nhưng khi về nước lại không nói gì với Chúa Trịnh. Ôi, thật là một câu chuyện đầy kịch tính. Vậy sau đó thì sao? Sự nghiệp của ông có bị ảnh hưởng gì không? Không hề. Ông vẫn được thăng quan tiến chức, làm đến chức tà thị lang bộ hộ. Sau khi Chúa Trịnh xâm mất, kiêu binh nổi loạn, Hồ Sĩ Đống đã có công dẹp loạn, được phong làm bồi tụng, rồi hành tham tụng. Ông là người được lòng cả quân lính lẫn dân chúng. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông lại khá ngắn ngủi. Tại sao vậy ạ? Năm 1785, ông lâm bệnh nặng và qua đời khi mới 47 tuổi. Cái chết của ông khiến nhiều người thương tiếc. Sử sách ghi lại rằng nhà cửa ông rất thanh bạch, không có của cải gì. Chúa Trịnh phải ban cho gia đình ông tiền bạc và cử người hộ tống linh cữu về quê an táng. Thật đáng tiếc cho một nhân tài. Vậy còn di sản thơ ca của ông thì sao? Tiến sĩ Minh có thể chia sẻ thêm về điều này không? Phạm Đình Hổ từng đứng đánh giá Hồ Sĩ Đống là một trong ba bậc thầy thi ca đương thời, cùng với Nguyễn Tông Khuê và Nguyễn Huy Oánh. Thơ ông được khen là có khí phách, không cầu kỳ trao chuốt. Tuy nhiên, hiện nay tác phẩm của ông lại ít được biết đến vì chủ yếu được viết bằng chữ Hán. Một số tác phẩm của ông vẫn còn được lưu giữ tại các thư viện lớn trên thế giới qua câu chuyện hôm nay, tôi thực sự cảm thấy tiếc nuối cho một nhân vật tài giỏi như Hồ Sĩ Đống. Cảm ơn tiến sĩ Minh đã chia sẻ những câu chuyện thú vị và giúp chúng ta hiểu thêm về ông. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị thính giả đã lắng nghe.